Kính chào các bác chú anh chị em. Hôm nay mình đến bãi kiểng chỗ anh Đạt ở Bình Tân, Vĩnh Long. Thì hôm nay mình giao lưu với anh Đạt thì cho cô chú bác anh xem là khế gân nha. Quái đẹp nha cô chú anh bác chị em. Về đây bonsai hết. Mời cô chú bác mình xem nha. Giao lưu nha. Rồi chào anh Đạt. Dạ chào anh Linh ơi. Dạ. Dạ chào cô chú trên ba miền đất nước à. Dạ hôm nay con có lên một lô khế gân có chi cành khá là đẹp à. Dạ con muốn xin giao lưu cùng các cô các chú à. Dạ địa chỉ của con là ấp Tăng Lộc, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long à. Dạ số điện thoại con là 0932 233 513. Dạ con xin cảm ơn à. Rồi cái đó là Zalo nữa anh Đạt. Dạ cũng là số Zalo và Facebook luôn à. Rồi. Dạ. Rồi mình vô cây thứ nhất đi anh Đạt ơi. Dạ. Rồi cây này cây mã số 1 nha cô chú bác anh chị em. Cây số 1. Nó có cái dáng nghiêng nha cô chú. Dạ chi cành khá lắm à. Này cái nghiêng bay bay. Dạ, bay có dáng nghiêng và bay luôn. Chi cành rất là khá. Khế này khế chua chùm luôn ha. Dạ khế chua chùm, bây giờ nó đang có trái có bông nhóc luôn nè cô chú. Nó đang bông lên tới trên thẳng hết trơn rồi. Rồi để bông từ trên xuống dưới luôn. Để em coi cái chùm này coi nè cô chú bác anh chị em ơi. Coi chùm chùm nè. Chùm chùm sao. Cây này cây mã 1 ha, dáng là phẩm hết. Rồi cho em cái thông số luôn. Đo thông số hiện tại vị trí này của em nó là 27 à. Hoành thân 27. Dạ. Rồi. Rồi chiều dài. Chiều cao của em nó đụng mặt bầu là 57 à. Chiều cao 57. Phải không? 57 không? Rồi là 94 à. Rồi chiều dài 94. Rồi này bao ship toàn quốc luôn anh. Dạ bao ship toàn quốc rồi. Rồi bao ship toàn quốc luôn cô chú bác anh chị em ơi. Cái này giao lưu giá chưa? Cái này lưu. Cây số 1 này con xin giao lưu với giá là 3.200.000 à. Rồi 3.200.000 mã số 1. Dạ. Bao ship toàn quốc. Xin bao ship toàn quốc luôn à. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Đây là những dáng bonsai sẵn luôn cô chú bác anh chị em. Có dáng sẵn luôn cô chú ơi. Cái chùm chua, cái chua mà chùm cái sai nha cô chú bác anh chị em. Rồi tiếp theo cây mã số 2 nha. Mã số 2 à. Rồi đây cây mã số. Cành cũng khá lắm cô chú ơi. Có tay có chi đầy đủ hết trơn à. Mấy cây này bây giờ là trái ra trái hết trơn nha cô chú. Đế đẹp. Có bù đế cũng khá là đẹp à. Đặc luôn á. Đây nó có nguyên cục bú luôn à. Dạ cây lắm cô chú ơi. Dáng bonsai luôn. Dạ cây này chỉ về trồng thôi khỏi sữa vậy trơn á. Lắc lắc chực lắc nghiêng. Rồi cho em thông số cái này luôn. Cây mã số 2. Số 2 hoành thân tại vị trí này là 28 à. Hoành thân 28. Rồi, chiều cao. Chiều cao của em nó tại vị trí là 99 à. Chiều cao 99. Rồi cây số 2 giao lưu giá nhiêu anh ơi? Dạ cây số 2 này con xin giao lưu với giá là 2.700.000 à. 2.700.000 cây số 2 bao ship toàn quốc cô chú anh chị em ơi. Rồi đổi cây cho em nữa. Trái chùm cây số 3 nha, quá trời là bông rồi. Trái khủng luôn cô chú. Dạ, tiếp theo là cây số 3 à. Cây này bây giờ cũng ra bông khá nhiều nha cô chú. Cái già cây rồi. Dạ già cây lắm rồi, có bộ đế khá là đặc luôn á. Nguyên một bệ luôn à. Chị cành cũng khá lắm cô chú ơi. Nguyên bộ đế. Rồi cho em cái thông số luôn anh. Trái gì lắm. Bông hết hồn. Dạ thông số của em nó tại vị trí này là 22. Hoành thân 22. Chiều cao. Chiều cao là 105 mà. Chiều cao 105. Rồi giao lưu cây mã số này số 3 phải không? Dạ mã số 3. Rồi mã số 3 giao lưu giá nhiêu luôn đây? Dạ mã số 3 này xin giao lưu với giá là 2.800.000 à. 2.800.000 mã số 3. Bao ship toàn quốc cô chú bác chị em ơi. Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi. Tiếp theo cây mã số 4. Dạ cây mã số 4 à. Chia cành khá lắm cô chú. Đầy đủ chia cành trên, đầy đủ tại hết trơn à. Rất là đẹp ha. Dạ, là cây khỏe luôn. Bao ship toàn quốc luôn á. Rồi cho em cái thông số luôn anh ơi. Thông số của em nó tại vị trí này là 30 à. Rồi 30 hoành thân. Chiều cao. Chiều cao là tại vị trí là 96 à. Chiều cao 96. Rồi quay một vòng báo giá luôn anh ơi, số điện thoại luôn. Dạ số điện thoại của con là 0932 233 513. Dạ ở địa chỉ là Tăng Lộc, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long à. Số điện thoại con cũng là số Zalo và Facebook luôn á. Dạ rồi. Dạ ông cô chú ủng hộ cho con à. Rồi báo giá cái cây, dạ, cây số 4. Cây số 4 này con xin giao lưu với giá là 3 triệu à. Rồi cây mã số 4 giá 3 triệu. Rồi đổi cây luôn đi. Tiếp theo cây mã số 5. Dạ, tiếp theo là cây mã số 5 mà. Cũng chia cành đầy đủ nè cô chú. Cây này có dáng trực mà tay, hai cái tay nó quá là đều luôn nè. Cái tàn qua đây là như là 5 ngón tay luôn á. Đó, bộ đế cũng đều hết trơn. Dạ bộ đế cây này là bộ đế hết luôn á. Đặt nguyên bệ luôn, có lên bú luôn nè, già cây lắm nha cô chú. Nè lên bú nè, tới cái thân hỏi còn lên bú nè, nổi cộm bú lên luôn. Rồi giác sẵn là về chơi thôi. Dạ. Vô chậu là để chăm sóc và lấy trái thôi nha cô chú bác chị em. Mấy cây đạt chứ cái này là cũng già mà biết bao nhiêu năm tính mà không biết, cũng khá già. 600-700 năm trở lên. Thường mấy cây này lên là mấy chục năm không à, mấy 20 năm không à. Cái giờ cũng khó kiếm cô chú ơi. Rồi báo giá vô luôn luôn. Dạ con xin đo cái thông số hoành thân của em đó là. Rồi hoành thân. Hoành thân của em nó tại vị trí này là 32 à. Rồi 32. Dạ. Xin đo cái củ đế của nó. Củ đế em nó tại vị trí này là 73. Củ đế 73. Chiều cao là 80 à. Chiều cao 80. Dạ. Cây số 5 giá luôn anh ơi. Xin giao lưu với cây số 5 này có giá là 3.200.000 à. 3.200.000 cây số 5. Khế Gân. Bao ship toàn quốc cô chú bác anh chị em ơi. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Rồi, tiếp theo cây số 6. Dạ, tiếp theo là cây số 6 cô chú. Số 6 này nó có nguyên con cú nằm luôn nè cô chú ơi. Chỉ cành đây có đầy đủ tay đầy đủ hết. Ra bông hết rồi cô chú ơi. Cái này bảo đảm bông thêm mau rồi. Quả trời bông. Chỉ về là 3-4 tháng rồi ra trái hết trơn nữa. Bộ đế cũng khá đẹp nha. Rồi cho em có thông số luôn đi anh. Dạ con xin đo hoành thân của em nó tại vị trí này là 24 à. Rồi hoành thân 24. Chiều cao là 104. chiều cao 104. Rồi cây số 6 vô lô giá luôn. Xin giao lưu với giá là 2.900.000 à. 2.900.000 cây số 6. Dán giật lặt chi cành tạo sẵn hết người chú bác chị em. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Tiếp theo cây số 7. Dạ cây số 7 à. Cây số 7 ha. Mỗi cây thì cái dáng đều đẹp chứ chú bác chị. Cây số 7 này có dáng trực khá là đứng cái cây luôn á. Cũng chia cành đều nha cô chú. Nó bồ đế khá là đặc à. Dạ, quá đặc luôn. Rồi vô lưu số điện thoại luôn anh Đạt. Dạ, số điện thoại con là 0932 233 513. Dạ cái số này cũng là số Zalo con à. Dạ. Cây này chia cành khá là đẹp cô chú. Rồi cho em thông số cái này luôn anh ơi. Cây này có hoành thân là 41 à. Rồi hoành thân 41. Chiều cao là 112 à. Chiều cao 112. Rồi giao lưu cây số 7 này. Dạ cây số 7 này con xin giao lưu với giá là 3.300.000 à. Rồi cây số 7 3.300.000 bao ship của chú bác chị em ơi. Rồi đổi cây cho em luôn nha. Dạ tiếp theo là cây số 8 nha cô chú. Rồi tiếp theo cây số 8. Cũng dán bonsai luôn. Sẵn hết. Đó cũng có cái dáng chật đứng à. Chia cành khá nha cô chú. Chia cành đều luôn á. Nói chung là đều luôn á chứ không có khá nữa. Rồi chia cành đều hết lên cô chú bán cho em. Cụ đế khá là đặc nha cô chú. Cũ luôn kìa. Rồi cho em cái thông số luôn đi anh. Dạ con xin đo thông số hoành thân của em, nó là tại vị trí này là 37 à. Rồi hoành thân 37. Chiều cao. Chiều cao em nó tại vị trí này là 118 à. Chiều cao 118. Rồi giao lưu cây số 8 luôn anh ơi. Dạ con xin giao lưu cây số 8 này là 3.500.000 à. 3.500.000 cây mã số 8. Bao ship toàn quốc luôn cô chú bác chị em ơi. Đó, thì liên hệ với anh Đạt nha cô chú bác chị em. Rồi đổi cây luôn đây. Tiếp theo cây số 9. Dạ tiếp theo là cây số 9 nha cô chú. Đó. Đều có dáng mà cánh tay đưa ra đều hết ha. Dáng là trực lắc nha cô chú. Chia cành cũng khá lắm cô chú ơi. Rồi trực lắc chia cành khá luôn, đẹp. Nó có nguyên một cụm đế luôn. Bầu đặt đây hết luôn. Đó, cái này mới giữ nè. Đó. Nó chảy đều xuống tới cái bầu luôn. Rồi quay một vòng bộ đế kìa. Rồi cho em thông số luôn anh ơi. Thông số em nó tại vị trí này là 30 à. Rồi thông số hoành thân 30. Chiều cao của anh này. Chiều cao là 113. Chiều cao 113. Rồi cây số 9 giao lưu giá luôn anh ơi. Cây số 9 này con xin giao lưu với giá là 3.200.000 à. 3.200.000 cây số 9 bao ship toàn quốc cô chú bác anh chị em ơi. Bảo đảm mấy cây này già cây mười mấy năm trở lên hết cha. Rồi đổi cây luôn nha anh ơi. Tiếp theo cây số 10. Tiếp theo là cây số 10 cô chú. Đây là cây số 10 nha các bác anh chị em. Cũng là dáng trực lắc cô chú ơi. Rồi trực lắc luôn. Chia cành khá lắm cô chú ơi. Ra bóng chơi rồi. Ra xuống tới dưới cái gốc luôn à. Cái là trái từ từ nhánh, từ gốc, từ ngọt ngách gì, thân rễ gì nó ra, từ lưa cho chú bác chị em. Thế là cực sai trái luôn á, sung trái lắm á. Bông là khỏi nói luôn ha, nhìn nè đó, chùm chùm nở cái này là trắng hết luôn cây luôn á. Câu bình thân nha cô chú bác anh chị em. Rồi quay nhậu bộ đế luôn ha. Rồi đo thông số cây số 10 cho em. Thông số hoành thân tại vị trí là 36 à. Hoành thân 36. Chiều cao. Chiều cao tại vị trí này là 96 à. Rồi, chiều cao 96, cây mã số 10. Cây mã số 10 này con xin giao luôn với giá là 3 triệu đồng à. Rồi, cây số 10 giá 3 triệu đồng. Bao ship toàn quốc của chú bác nha em ơi. Thì là cái chuông nha các chú bác anh chị em. Rồi đổi cây luôn. Rồi 11. Tiếp theo cây mã số 1. Mã số 11 à. Okay. Cây mã số 11 khế gân, khế chua. Rồi mình vô từ. Cây này nó cũng có dáng giật lắc cô chú. Dây cành nó cũng khá à. Dạ con xin đo cái thông số hoành thân em nó. Này là chơi hình chữ nhật đó, chậu. Thông số hoành thân của em nó tại vị trí này là 25 yếu nhưng mà 24 đi. Rồi. Tính 24 đi. 24 hoành thân. Chiều hao luôn, 25 mà cho 24 yếu xíu nha cô chú anh chị em. Rồi chiều cao của em này luôn. Chiều cao của em nó tại vị trí này là 132 à. Chiều cao 132. Mã số 11. Rồi vô luôn cây mã số 11 luôn anh ơi. Mã số 11 này con xin giao với giá là 1.800.000 à. 1.800.000 cây mã số 11. Quay một vòng luôn coi bộ đế. Chi tạng có sẵn luôn rồi chú bác chị em. Về là chị chơi thôi, về chăm sóc là chơi thôi. Rồi đổi cây luôn đó. Tiếp theo cây số 2. Cây mã số 12. Đó, cho cô chú bác xem cái dáng trước ngoài ha. Rồi mình vô từ trên xuống dưới nha. Có sẵn luôn. Xin đo thông số hoành thân của em đó. Hoành thân của em nó tại vị trí này là 26 à. Rồi hoành thân 26. Đo cái chiều cao. Chiều cao là 145 à. Chiều cao 145. Cây này con xin giao lưu với cô chú anh chị là cây số 12 này xin giao lưu cô chú anh chị là 1.500.000 à. 1.500.000. Cây số 12. Cây số 12 1.500.000. Bao ship luôn cô chú bác chị em ơi. Rồi đổi cây. Theo cây số 13. Dạ tiếp theo cây số 13 là cây số cuối cùng mà. Còn cây số 13, cái cuối cùng của clip này nha. Dạ. Số cuối cùng trong cái clip cây khế tàn nha. Cây có tàn chi bonsai sẵn luôn. Dạ. Vô luôn số điện thoại luôn anh. Dạ, đã. Số điện thoại của con là 0932 233 513. Dạ cũng là số Zalo và Facebook con ạ. À. Zalo Facebook luôn ha. Dạ con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Hồ đế khá là nôm đặt nha cô chú. Nôm đặt đều luôn ha. Dạ. Rồi con xin đo thông số em ha. Thông số hoành thăng của em nó tại vị trí 23 22 rưỡi mà tính 22 nha. Rồi. 22 hoành thân. Chiều cao. Chiều cao là 133. Chiều cao 133. Xin đo cái bộ đế nè. Nguyên bộ đế nôm đó. Nguyên bộ đế nôm đó là 98 à. Đế nôm 98. Dạ cây số 13 là cây cũng là cây số cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay. Rồi cây số 13. Giao luôn với giá là 1.800.000 à. 1.800.000 cây mã số 13, bao ship toàn quốc chú bác anh chị em ơi. Rồi cực đẹp luôn ha. Rồi. Dạ cuối clip thì con cũng xin cảm ơn các cô các chú ủng hộ cho con trong thời gian qua. Dạ cuối tuần thì con cũng xin chúc các cô các chú là cuối tuần là vui vẻ bên gia đình nè. Dạ. Dạ mong các cô các chú ủng hộ cho con à. Dạ con xin chân thành cảm ơn. Rồi xin cảm ơn Đạt đã chia sẻ cho cô chú bác mình giao lưu về cái gân nha. Đây là những cái gân bonsai quýt hết trơn cô chú anh chị em. Rồi cũng cảm ơn cô chú bác chị em thời gian qua ủng hộ bãi kiển cho Đạt nha, ở Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi xin chào.